Hôm nay ngày 6 tháng 11, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức tiêm vaccine COVID-19 loại Verocell mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm loại vaccine này trong tháng 10 vừa qua. Theo Sở Y tế, trong đợt này, Trà Vinh được Bộ Y tế phân bổ 250.000 liều vaccine Verocell để tiêm ngừa cho người từ 18 tuổi trở lên ở các huyện thị thành phố trong tỉnh đã được tiêm mũi 1 loại vaccine này trong tháng 10 vừa qua. Trong đó nhiều nhất là các huyện Càng Long, Trà Cú, Cầu Ngang, cầu kè và châu thành. Mỗi đơn vị được phân bổ từ 31 đến 32 ngàn liều vaccine. Các quyện thị thành phố còn lại đều được phân bổ từ 25 ngàn đến 26 ngàn liều vaccine. Và theo kế hoạch, trong đợt tiêm này, các địa phương sẽ tổ chức tiêm từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Tỉnh Trà Vinh đã đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm phải đảm bảo cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên ít nhất được tiêm một mũi vaccine COVID-19 và tất cả người dân trên 50 tuổi phải được tiêm đủ hai liều vaccine. Đặc biệt là hiện nay, khi được Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, thì Trà Vinh sẽ có gần 90.000 trẻ em trong độ tuổi này cần được tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian tới. Vì vậy, từ nay đến cuối năm nay, Trà Vinh cần Bộ Y tế phân bổ thêm khoảng 670.000 liều vaccine COVID-19 để thực hiện đạt mục tiêu trên.